Tôi mới thấy cái hộp lẩu rau củ tự sôi này của Haidilao mọi người ạ. Có 65 nghìn thôi, không biết là ở trong nó có cái gì nhỉ? Xem thử nhá. Tôi tò mò, bạn cũng thế. Rồi, thì đây sẽ là cái hộp của nó à. Đó, ở đây có hướng dẫn sử dụng các kiểu luôn. Về cái độ nặng của nó thì nặng đâu đó khoảng tầm 2 gói mì Hàn Quốc. Mì Hàn Quốc thì tầm 120 gram một gói rồi. Chữ ở bên ngoài là full tiếng Việt nhé mọi người. Cái hộp ngày hôm nay vị của mình sẽ là lẩu rau củ tự sôi vị cà chua ha. Thử xem bên trong có cái gì nào. Cái này là cái gói làm nóng này, cái này thì không ăn được ha. Cái gói này là cái gì mà nó trắng tinh vậy? Cái này thì mình hiểu, vegetable, rau củ rồi. Theo cái hướng dẫn sử dụng ở đây thì có tận 3 gói để đổ vào để ăn. Thì mình nghĩ là sẽ là 3 cái gói này. Trong đây chúng ta sẽ có một đôi đũa nữa. Miến à? Ở đây cho nước vào cái vạch tối đa thì mình nghĩ là sẽ đổ nước tới chỗ này. Giờ tới phần làm nóng. Bây giờ mọi người đổ nước tới cái vạch đây ha. Đó, cái vạch ngắn ngắn đây này. Sôi rất nhanh nhá. Mới đổ sôi liền luôn này. Vừa nãy mình còn đang suy nghĩ là 15 phút thì không biết là có đủ chín không, nhưng mà với cái tốc độ sôi như thế này thì chắc chắn là đủ nhá. Rồi, 15 phút đã qua. Này xem thử thế nào nào. Đây chính là thành quả của chúng ta. Về cái màu sắc thì mình thấy nó khá là đẹp ha. Ở đây thì có khoai tây này, củ sen này, mộc nhĩ này, với lại măng nữa. Cái sợi của mình ở đây thì mình thấy nó giống sợi miến mọi người ạ. Ok, cái nước của mình là khá là nóng rồi đó. Về cái nước thì nó sẽ là nước hương cà chua ha, nó sẽ chua chua. Theo mình thì mình thấy cái nước này hơi nhạt một tẹo. Cái lẩu này thì nó gần như là lẩu chay rồi, thế nên là mình không có mong chờ gì nó một cái hương vị gọi là sâu cay và bùng nổ cho lắm. Nó sẽ kiểu bình bình và nó kiểu thanh thanh đạm thôi. Đây là miếng khoai tây này. Về cái nước dùng này thì không cay nhé mọi người. Cái phần rau củ quả đi kèm thêm đây thì nó cũng gần như là mình thấy nó không có gia vị luôn. Mình cảm giác như là cái này được luộc qua rồi thôi. Để thêm topping rồi thêm nước sốt các kiểu vào hòa nước là nó thành ra như thế này. Về cái củ sen đây thì ăn khá là giòn. Nói chung là những cái rau củ kiểu trong ăn đây thì mình cảm giác độ tươi nó vẫn còn. Nếu như mà cái sợi này đổi thành mì nhá thì thực sự là mình thấy nó giống một tô mì phiên bản gọi là nhiều topping hơn thôi, chứ nó cũng không khác gì lắm. Với lại nó là kiểu tự sôi ăn nóng trong mọi hoàn cảnh. Măng này măng tươi, ăn nó không có vị của măng chua cũng như không phải vị của măng khô. Về cái gói này thì mình ăn mình thấy rất là bình thường. Nhưng mà nếu như mà chúng ta xét về cái khía cạnh gọi là tiện dụng, tiện lợi, có thể ví dụ như cầm đi dã ngoại picnic ở trong rừng các kiểu thì cái này nó tiện nha. Với 65 nghìn ở đây thì mình thấy là chúng ta bỏ tiền ra để mua sự tiện lợi chứ không phải là mua một cái đồ ăn gì đấy rồi bày ở nhà để ăn. Mình thấy nó chỉ thích hợp là đem đi đâu đấy mà không có chỗ để nấu nướng các kiểu mà mình muốn ăn nóng thì cái này hợp lý này. Còn về 65 nghìn bỏ ra để mua cái số lượng đồ ăn ở trong đây thì có mắc không thì mình đánh giá là hơi mắc. Nhưng mà bỏ tổng thể 65 nghìn thì mình thấy nó lại ok. Chốt lại cái gói lẩu tự sôi của Haidilao này, nhất là cái hương vị mình đang ăn đây, mình cảm thấy bình thường, rất bình thường. Ăn nó rất là basic ý. Được cái là nhiều topping, chỉ có vậy thôi mọi người ạ. Tôi tò mò, bạn cũng thế. Không biết là cái vị khác thì nó có cái gì ngon hơn không nhỉ? Mình nghĩ là chắc là có đấy. Thử nhá.